Rồi chúng ta sang câu 26. Số đối của âm 18 là thì số đối của âm 18 là số 18. Câu 27. Tập hợp các số nguyên gồm thì anh biết rằng là các số nguyên nè âm 3 âm 2 âm 1 0, 1, 2, 3, vân vân. Đó. Thì đây gọi là các số nguyên âm. Đây gọi là các số nguyên dương. Như vậy thì tập hợp các số nguyên sẽ gồm các số nguyên âm là đây. Số 0 là đây. Và các số nguyên dương là đây. Được không? Đây là đáp án đúng của chúng ta. À, các em chú ý nha. Số 0 không phải là số nguyên âm. Cũng không phải là số nguyên dương. Nó là như là BD vậy đó. Không là boy cũng không là G. Câu 28. Sắp xếp các số nguyên này theo thứ tự giảm dần là 5, 2, 1, 0, trừ 2, trừ 17. Đúng rồi, đây giảm dần. ha Còn đây mình thấy nè, 1, 2, 5 tăng dần đúng không? Đây là giảm dần, mà đây tăng dần, đây sai nè. Rồi âm 17 nhỏ hơn 5, nên đang tăng nè, sai nè. 0 rồi tới 1, đang tăng nè. Mà đây mình xếp giảm dần, đây sai nè, được không? A là đáp án đúng. câu 29 cho a là số nguyên âm khẳng định nào sau đây là sai à, câu này khó các em các em chú ý a là số nguyên âm chẳng hạn a của chúng ta bằng trừ hai chẳng hạn đó a là số nguyên âm mà trên a bằng trừ hai chẳng hạn như vậy thì trừ của a thì lớn hơn không đúng hay sai đó các em chú ý A của chúng ta, mình lấy ví dụ cho dễ hiểu, A của chúng ta là bằng trừ 2. Như vậy thì trừ A có nghĩa là trừ của của trừ 2. Được chưa? Trừ của trừ 2 chính là trừ với trừ thành cộng là cộng 2. Cộng 2 cho nên lớn hơn 0 là đúng. À, chúng ta cần tìm đáp án sai. Được không? Như vậy thì trừ A lớn hơn 0 là đúng. Thì hiển nhiên trừ A bé hơn 0 thì sẽ sẽ sai. Chúng ta chọn đáp án sai. Các em nắm được không? Chứ không phải là thấy trừ a là quốc nó bé hơn không đâu nha. Không phải vậy ha. Vì a là số số âm. Nè, a là số nguyên âm. Mà trừ của số nguyên âm có nghĩa là là thành dương. Dương mà bé hơn không thì sai. Đây là đáp án sai. Câu 30 cho ab là hai số nguyên âm khẳng định nào sau đây đúng ab là hai số nguyên âm khẳng định nào sau đây đúng a nhân b lớn hơn không à cái này đúng rồi bởi vì mình biết rằng là hai số nguyên âm nhân với nhau thì sẽ ra số dương số dương thì hiển nhiên lớn hơn không được chưa âm nhân với âm thì sẽ ra dương dương là lớn hơn không đây là đáp án đúng hai số nguyên âm nhân với nhau ra số nguyên dương cho nên thằng này bé hay không thằng này sai a cộng b lớn hơn không à sai luôn a cộng b thuộc tập hợp các số tự nhiên sai luôn câu 31 cho tập hợp a gồm các phần tử này viết tập hợp b gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp a số đối thì âm 3 số đối của nó sẽ là số số 3 số đối của số 2 là số âm 2 số đối của số 0 là chính nó luôn số đối của âm 1 là số 1 số đối của số 5 là số âm 5 số đối của số 7 sẽ là số âm 7 mà đây ghi số 7 này sai được không chỗ này phải là âm 7 mới đúng được chưa đó 3 âm 2 0 1 trừ 5 trừ 7 Ok vậy đây là đáp án đúng của chúng ta kết luận nào sau đây là đúng nè à, bây giờ mình bỏ ngoặt à, quy tắc vô mặt. đây các em khi mà chúng ta bỏ mặt. nha thầy viết lại này a trừ cho b trừ cho c bằng khi chúng ta bỏ ngoặt mà trước ngoặt là dấu trừ thì dấu các số hạng trong ngoặt sẽ đổi có nghĩa là âm đổi thành dương và dương đổi thành âm cụ thể bài này ở đây là b thì sẽ đổi thành trừ b ở đây là trừ c thì đổi thành cộng c các em chú ý b ở đây là dấu dấu dương nha còn dấu trừ này không phải của b mà trừ này của cái dấu ngoặt đó, cho nên đúng là A trừ B cộng C. A trừ B cộng C. Đây là đáp án đúng của chúng ta. Nếu x nhân y lớn hơn không thì x y cùng dấu. Đúng rồi. Nhớ hai số cùng dấu nhân với nhau thì tích của chúng sẽ luôn lớn hơn không nha. Cụ thể là âm mà nhân với âm thì sẽ ra ra dương cùng dấu này ra dương còn dương nhân với với dương thì cũng ra ra dương đó cùng dấu thì nhân với nhau sẽ được số dương số dương là lớn hơn không câu 34 giá trị của âm 3 mũ 3 là các em chú ý âm 3 mũ 3 là bằng âm 3 nhân cho âm 3 và nhân cho âm 3 đó, bằng âm 3 nhân với âm 3 là bằng 9. 9 nhân với âm 3 thì chúng ta được âm 27. Âm 27. Đó. Ok. Câu 35. Tổng của hai số nguyên âm là tổng của hai số nguyên âm. Thì mình thử thôi. Đây là số nguyên âm này cộng với số nguyên âm này, tổng của hai số nguyên âm sẽ là là số nguyên âm. Được chưa? Một số nguyên âm. Câu C. Chúng ta sang câu 36. Số đối của trừ mở ngoặc trừ a là à, mình phân tích một tí. Trừ của trừ a nha. Trừ của trừ a bằng âm với âm thành dương. Được chưa? Đó, trừ của trừ A là bằng A. Như vậy thì số đối của số này cũng chính là số đối của này. Số đối của A chính là là trừ A. Câu 37 Tổng của tất cả các số nguyên A Tổng của tất cả các số nguyên A ừ. Câu này không rõ hề. Tổng của tất cả các số nguyên a số nguyên a là số gì à, câu này không rõ nếu mà tổng của tất cả các số nguyên á, thì được thì đúng ha. tổng của tất cả các số nguyên thì sẽ bằng không đúng không bởi vì tất cả các số nguyên âm cộng với tất cả các số nguyên dương thì cộng lại sẽ bằng không cho nên nếu mà tổng của tất cả các số nguyên á, thì bằng không là đúng còn đây là tổng của tất cả các số nguyên a mình chẳng biết A này là số nào câu này à, không rõ đề ha thầy bỏ qua nha câu 38 cho trừ 5 trừ x bằng trừ 11 trừ 5 trừ x chính là cộng cho cho trừ x bằng trừ 11 Yeah. Được Trừ 5 trừ x chính là trừ 5 cộng cho trừ x bằng trừ 11. Mình thấy nè. Đây là số hạng, số hạng tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Ok. Và trừ 11 trừ với trừ thành cộng nha, là thành trừ 11 cộng 5. Đó. Thầy viết lại bên này. Trừ 11 cộng 5 thì chúng ta được trừ 6. Đúng không? Trừ x bằng trừ 6. Rõ ràng x của chúng ta sẽ bằng 6. Được không? Hay nói khác là mình nhân hai vế cho trừ 1. Trừ x nhân trừ 1 chúng ta được x. Trừ 6 nhân với trừ 1 chúng ta được 6. Đây là kết quả của chúng ta. X bằng 6. Câu 39 Tìm x biết à, 12 chia x Cái này đề này bị lỗi các em Đây là, là 12 chia hết cho x mới đúng ha 12 chia hết cho x Và x bé hơn âm 2 Đề này lỗi khá nhiều các em Thì 12 chia hết cho x Có nghĩa là x sẽ là ước của 12 được chưa? X là ước của mười hai. Các em chú ý là đề bài chúng ta là tìm x không nói gì thêm thì các em phải hiểu là x có thể là số nguyên âm cũng có thể là số nguyên dương nha. Chứ đừng có giới hạn x là số tự nhiên thôi nha. Đừng có giới hạn như vậy. X có thể là số nguyên âm cũng có thể là số nguyên dương. Thầy mười 12... hai mà chia hết cho x thì x nó phải là ước của số 12. Ok chưa? Đây, số 12 á thì bằng 1 nhân 12, bằng 2 nhân 6, bằng 3 nhân 4. Như vậy thì ước của 12 sẽ là 1, 2, 3, 4, 6, 12. 1, 2, 3, 4 6, 12 Mà có thể là số âm nữa nha Cho nên cũng có thể là trừ 1 Cũng có thể là trừ 2 Cũng có thể là trừ 3 Trừ 4 Trừ 6 Và trừ 12 Thì trên này X của chúng ta có thể nhận những giá trị này Và để giới hạn bớt Là đề nói là X bé hơn trừ 2 X bé hơn trừ 2 Thì trong các số này Đây là những số bé hơn trừ 2 Nha, đây là những số bé hơn trừ 2. Trừ 3, trừ 4, trừ 6, trừ 12. Trừ 3, trừ 4, trừ 6, trừ 12. Đây là đáp án đúng. Câu 40. Tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn x lớn hơn âm 2018 và bé hơn 2019. Ừ, câu này thú vị đây thì lớn hơn âm 2018 sẽ là âm 2017 nè, đúng không? Tổng, tổng mình cộng lại âm 2016 nè, đúng không? cộng la 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 cộng cho âm 1 đúng không? cộng cho 0, cộng cho 1, cộng cho la la, cộng cho 2016 cộng 2017 bé hơn 2019 có nghĩa là cộng 2018 tới đây mình dừng ha được không nào đó thầy làm hơi gợp nha có nghĩa là mình cần tìm các giá trị của x sao cho x lớn hơn âm 2018 và bé hơn 2019 đây đây là những giá trị x thỏa mãn lớn hơn âm 2018 và bé hơn 2019. Bây giờ chúng ta đi tìm tổng của chúng ha, tổng tất cả các số nguyên, tổng là thầy cộng lại. Đó, tổng là thầy cộng lại. Được chưa? Đó thì lúc này mình thấy là âm 1 cộng 1 là hết nè, âm 2 cộng 2 hết, âm 3 cộng 3 hết, âm 4 cộng 4 hết, vân vân. Âm 2016 cộng 2016 hết. Âm 2017 cộng với 2017 là hết. Cuối cùng mình còn 2018 thôi. Đồng ý không? Đây, còn 2018 đáp án A. Câu 41. Ông Archimedes à Achimed là người đã tìm ra lực đẩy Archimedes Lực đẩy Archimedes là cái lực đẩy mà khi chúng ta xuống nước á, nó có một cái lực đẩy chúng ta nổi lên. Lực đó gọi là lực đẩy Archimedes. Thì thực chất là khi chúng ta ở trong không khí vẫn có lực đẩy chúng ta lên nhưng mà lực đẩy nó nhẹ quá mình không cảm nhận được chứ vẫn có nha thì ông Archimedes ông sinh năm này và mất năm này ông ta có tuổi thọ là thì muốn tính tuổi thọ chúng ta cứ việc lấy năm mắt trừ cho năm sinh được chưa năm mắt là âm 212 trừ cho mở ngoặt ra nha năm sinh là trừ 287. Đó. Trừ 212. À sorry, thì ghi thiếu dấu trừ. Lúc này trừ với trừ. Nè, trừ 287 nè, trừ 287. Đây là năm mắt nè, năm mắt nè, trừ cho năm sinh nè. Trừ với trừ thành cộng, cộng 287. Được chưa? Đó. Bây giờ thì giao giao hoán hai số này. Âm 212 thì chuyển qua này. Nha, thì chuyển bằng này ra đây là âm 212 đó 287 trừ 212 thì chúng ta được 7 trừ 2 bằng 5 8 trừ 1 bằng 7 75 tuổi thời ông ACMS mà sống được tới 75 tuổi là cũng khá là thọ đó các em ha. câu 42 Hình vuông có cạnh 5 cm thì chu vi và diện tích của nó lần lượt là Thì hình vuông hình vuông là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau, đúng không? Mà cạnh bằng 5. Đó hình vuông nè. Cạnh bằng 5 nè. Thì chu vi chúng ta lấy cạnh nhân cho 4, bốn cạnh ha chúng ta được 20 ở đây là cm thì đây là cm còn diện tích diện tích hình vuông chúng ta lấy cạnh nhân cạnh nha hay nói các cạnh bình phương 5 x 5 là 25 ở đây cm thì đây là cm vuông đó chu vi chu vi và diện tích nè à, chu vi trước nè diện tích sau nè 20 cm và 25 cm vuông 20 cm 25 cm vuông này đúng nè còn đây 10 sai nè đây là à, chu vi hỏi trước nè diện tích sau nè đây ghi diện tích trước chu vi sau này sai nè ha còn đây diện tích mà không có cm chu đây sai luôn ok câu 43. hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10 và 15. thì diện tích của nó là thì công thức để mà tính diện tích của hình thoi là chúng ta lấy hai đường chéo nhân với nhau rồi chia hai được chưa hình thoi đây các em Đó, nói tới hình thoi thì thầy nhớ tới cái cái diều ha cái diều ngày xưa hay làm Đó, nó có dạng như thế này hình thoi ha thì đường chéo nè đường chéo nè được chưa Đó, muốn tính diện tích của hình thoi này Chúng ta lấy độ dài đường chéo này nhân với độ dài đường chéo này rồi chia cho 2. Ok không? Có nghĩa là chúng ta lấy độ dài đường chéo thứ nhất là 10 nhân độ dài đường chéo thứ hai là 15 rồi chia cho 2. Đó. 10 nhân 15 thì chúng ta được 150. 150 chia 2 thì chúng ta được 75. 75 đây, 75. Câu 44. Hình bình hành có diện tích là 50 cm vuông và một cạnh bằng 10 cm vuông thì chiều cao tương ứng với cạnh đó là thì thầy vẽ hình ra để cho các em dễ hình dung nha. Đây. Hình bình hành của chúng ta đây. Ok chưa Đó, thì đề cho một cạnh bằng 10, giả sử cạnh này, này bằng 10 cm. Được không? Cạnh này bằng 10 chiều cao tương ứng với cạnh đó là đây, chiều cao này. Đó, chúng ta gọi là chiều cao tương ứng. Được không? Chúng ta gọi bạn này là h đi. Đó. Thì bây giờ đề hỏi chúng ta là h sẽ bằng bao nhiêu? Thì mình biết rằng là hình bình hành á thì cái công thức chúng ta tính diện tích là bằng cạnh đáy nhân với chiều cao. Được không? Cạnh đáy nhân với chiều cao và đề cho mình diện tích bằng bằng 50 trên bạn này bằng 50 được chưa đó 10 nhân hát bằng 50 như vậy thì hát sẽ bằng 50 chia 10 là hát bằng 5 chiều cao sẽ bằng bằng 5 Ok câu 45 hình thang có diện tích và có độ dài đường cao là thì tổng hai cạnh đáy của hình thang đó bằng hình thang đây các em này à, thầy vẽ một hình thang điển hình ha giả sử à, đáy nhỏ là a đáy lớn là b được chưa rồi đây là đường cao của hình thang đường cao là h ok chưa như vậy thì chúng ta viết cái công thức tính diện tích của hình thang này thì chúng ta có công thức tính diện tích là đáy lớn cộng đáy bé nhân cho chiều cao và và chia cho hai ok chưa hay để cho đẹp chúng ta viết a cộng b nhân h h là chiều cao h là chiều cao đề cho chiều cao là 5 là nhân 5 chia 2 bằng diện tích đúng không diện tích đây đề cho diện tích là 50 Ok, đó. Đề bảo chúng ta là tổng hai cạnh đáy của hình thang đó bằng bao nhiêu? Thì bây giờ mình xem nè. Cái số nào mà chia cho 2 thì bằng 50 các em. Số 100 đúng không? 100 chia 2 sẽ bằng 50. Đó. Có nghĩa là A cộng B mà nhân cho 5 phải bằng phải bằng 100. Được chưa? 100 thì chia cho 2 thì mới bằng mới bằng 50 Ok chưa nè Rồi tiếp theo nè Chúng ta cần tính tổng của hai cạnh đáy Có nghĩa là tính A cộng B Đó A cộng B nhân cho 5 thì bằng 100 Mình nhìn nè Số nào nhân cho 5 thì bằng 100 Số nào các em Số 20 đúng không 20 nhân 5 thì bằng 100 Đó, Như vậy A cộng B bằng Phải bằng 20 Hoặc là các em tính như sau Đây là thừa số thừa số tích muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết đúng không a cộng b sẽ bằng 100 chia 5 thì bằng 20 đây 20 đây chúng ta qua câu 46 diện tích hình chữ nhật có AB bằng 4 và AD bằng 5 à, hình chữ nhật là đơn giản nhất rồi đúng không mình đã quen ở cấp 1 rồi thì hình chữ nhật để tính diện tích thì chúng ta lấy hai cạnh nhân với nhau thôi. 4 x 5 là 20. 20 đây. Ok. Câu 47. Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 30 và 20. Có diện tích là. Đó thì mình đã giới thiệu ở trên. Đúng không? Thì hình thoi. Muốn tính diện tích thì chúng ta lấy độ dài hai đường chéo nhân với nhau rồi chia cho 2, được chưa? Chúng ta lấy 30 nhân với 20 thì chúng ta được 600. 600 mà chia 2 thì mình được 300. 300. Câu 48, hình bình hành có độ dài cạnh là 10, chiều cao tương ứng là 6, có diện tích là. Đó thì mình đã à giới thiệu ở trên. Câu 44 ha, hình bình hành thì chúng ta lấy độ dài cạnh nhân với chiều cao tương ứng được chưa rồi ra diện tích thôi được chưa lấy độ dài một cạnh nhân với chiều cao tương ứng như vậy thì mình lấy 10 nhân cho 6 thì chúng ta được 60 đó có diện tích là 60 mét vuông đây 60 m vuông này các em. Câu 49, hình tam giác đều, nhớ nha, tam giác đều, có mấy trục đối xứng. Đây tam giác đều đấy các em. Đó, tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Trục đối xứng nè. Một trục đối xứng, hai trục đối xứng và và ba trục đối xứng. Đó. Các em tưởng tượng nếu mà chúng ta chặt cái hình tam giác theo cái đường này thì nó sẽ chia tam giác này thành hai phần bằng nhau và giống nhau ha đó là trục đối xứng như vậy thì tam giác đều có ba trục một hai và ba đây hình nào sau đây không có tâm đối xứng à, không có tâm đối xứng hình vuông đây hình vuông hình vuông này thì tâm đối xứng của hình vuông nằm đâu đây các em hai đường chéo tâm đối xứng của hình vuông nằm đây Đó, các em hiểu nè, tâm đối xứng nó có ý nghĩa như thế nào một điểm đây thuộc hình vuông đối xứng với điểm này qua tâm tâm đối xứng thì chúng ta có một điểm nằm trên hình vuông được chưa nên hình vuông là có tâm đối xứng đề bảo chúng ta là không có tâm đối xứng nha hình chữ nhật hình chữ nhật cũng vậy các em tại hình chữ nhật đây thì tâm đối xứng của hình chữ nhật cũng là giao điểm của hai đường chéo. Hình bình hành. Đây, hình bình hành đây. Thấy tâm đối xứng của hình bình hành cũng là giao điểm của hai đường chéo. Hình tam giác đều. Đây, hình tam giác đều không có tâm đối xứng các em. Nhiều bạn cứ nhầm tưởng là tâm đối xứng nằm đây. Nhưng mà không phải. Vì sao? Bởi vì điểm này đối xứng qua tâm đối xứng mình được điểm này đó điểm này nó nằm ngoài tam giác mất Thấy không cho nên là hình tam giác đều thì không có tâm đối xứng nha không có tâm đối xứng đó hình tam giác đều có ba trục đối xứng nhưng mà không có tâm đối xứng ok hình bình hành có tâm đối xứng nhưng mà hình bình hành không có trục đối xứng à các em tưởng tượng cho được ha Câu 51 Cho các chữ sau đây Những chữ cái có tâm đối xứng là nha Tâm đối xứng Chữ hát Đây, hát Tâm đối xứng nằm đây các em Đó, tâm đối xứng Mình đối xứng qua này Đối xứng qua mình thấy này Được chưa Chữ K À, chữ K không có Đúng không Ví dụ như điểm này Đối xứng qua điểm này ra điểm này mắt Nằm ngoài Nằm ngoài Chữ K không có tâm đối xứng Tương tự là chữ M Cũng không có luôn à, chữ M cũng không có tâm đối xứng luôn chữ N đây tâm đối xứng của chữ N nằm đây mình lấy một điểm bất kỳ thuộc cái hình này thì đối xứng qua tâm đối xứng mình sẽ có được điểm khác cũng nằm trên cái hình này đó chữ này có tâm đối xứng tương tự vậy chữ X cũng có cũng có tâm đối xứng ha đó H N X có tâm đối xứng H N X OK Câu 52. Cho các hình sau đây. Đoạn thẳng AB, tam giác đều ABC, hình tròn tâm O. Trong các hình nói trên, các hình có tâm đối xứng là. Đó, như mình đã phân tích ở trên nha, hình tam giác đều thì không có tâm đối xứng. Được chưa? Đây, tam giác đều thì không có tâm đối xứng. Còn đoạn thẳng AB, đây, đoạn thẳng AB thì tâm đối xứng nằm đây là trung điểm. Còn hình tròn tâm O, hình tròn khác đường tròn nha các em. Đây. Đây là đường tròn. Còn đây là là hình tròn nha. Hình tròn nó có dạng như là hình cái đĩa cơm chúng ta ăn đó là hình tròn. Còn đường tròn là nó giống như cái lắc vòng mà các bạn nữ hay lắc để nó có eo đó, đó là hình ảnh của đường tròn. Đây là hình ảnh của đường tròn. Tâm đối xứng nó chính là tâm của hình tròn. Đó, như vậy hình 1 và hình 3 có tâm đối xứng. Nha, hình 1 hình 3. Ok. Câu 53, đoạn thẳng AB có độ dài là 4cm. Đây, đoạn thẳng AB có độ dài là 4cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. O là tâm đối xứng. Các em chú ý, tâm đối xứng chính là nằm ở trung điểm của AB nha. Tâm đối xứng của đoạn thẳng AB nằm tại trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn OA, tính độ dài OA bằng bao nhiêu? Thì trung điểm, trung điểm là điểm mà chia đoạn thẳng này thành hai đoạn bằng nhau. Mà đoạn thẳng AB bằng 4 cm, chia thành hai đoạn bằng nhau thì mỗi đoạn sẽ là 2 cm. Đúng không? 2 cm. Câu cuối cùng, chọn câu sai chữ H vừa là hình có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng à câu này đúng rồi chúng ta mượn chữ H nè chữ H là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng thì mình đã nhận định tâm đối xứng nằm đây còn trục đối xứng của H nằm đây hoặc là trục đối xứng của H là đây đó ok chưa câu này đúng ha chữ N là hình có tâm đối xứng và không có trục đối xứng. Chữ N ở đây, tâm đối xứng nằm đây, trục đối xứng không có. Trục đối xứng không có. Được chưa? Không có trục đối xứng. Có không các em? Trục đối xứng nằm đây. Không ổn ha, trục đối xứng không nằm đây được bởi vì cái thằng này nó nằm ngang như thế này nè. Đó, nằm ngang như thế này. Đúng không? Đó, nếu mà chúng ta lấy điểm này đối xứng qua cái trục này thì nó ra điểm này cho nên là thằng này không phải là trục đối xứng như vậy thì chữ n là hình có tâm đối xứng và không có trục đối xứng câu này đúng chúng ta cần chọn câu sai nha chữ o là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng à này đúng rồi chữ o tròn như quả trứng gà tâm đối xứng đây trục đối xứng đây hoặc là đây câu này đúng luôn ha cuối cùng chữ y là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng chữ y đây đó chữ y đây được không có trục đối xứng đúng ha. trục đối xứng của chữ y nằm đây hoặc là đây à, nó có hai trục đối xứng không có tâm đối xứng sai rồi có tâm đối xứng của chơi nằm đây được giờ mình chiếu qua này chiếu qua này ha chiếu qua này ok chưa chữ y có tâm đối xứng nha mà đây nói là không có tâm đối xứng cho nên câu này câu này sai rồi chúng ta à, xong phần trắc nghiệm các em thì các em xem ở phần mô tả video để tìm đến link của video tiếp theo ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sửa các bài tập tự luận. Rồi bye bye các em.